Albert Einstein là sinh viên duy nhất trong lớp không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. 5 năm sau, ông đã làm rung chuyển cả giới hàn lâm toàn cầu bằng 4 bài báo và thay đổi hoàn toàn cách con người hiểu về thế giới. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nếu bạn cảm thấy mình không phải là người có óc sáng tạo, thì đó không phải là do lỗi bẩm sinh của bạn. Đó là do bạn chưa biết đến kỹ thuật kích thích tư duy đặc biệt mà Einstein đã sử dụng. Leonardo da Vinci đã sử dụng nó. Nikola Tesla cũng đã sử dụng nó. Steve Jobs cũng đã sử dụng nó. Những nhà phát minh và đổi mới vĩ đại nhất lịch sử cũng đều sử dụng nó. Albert Einstein theo học ngành sư phạm toán và vật lý của trường Bách Khoa Zurich, một trường cao đẳng sư phạm và kỹ thuật hạng thấp vào thời bấy giờ. Einstein xếp hạng tốt nghiệp thứ tư trong lớp học 5 người, và người thứ năm không đủ điều kiện tốt nghiệp là bạn gái và sau này trở thành vợ của ông, Minerva Merrick. Einstein đã viết rất nhiều thư xin việc cho vị trí trợ lý giáo sư, một công việc mà hầu như bất cứ sinh viên tốt nghiệp nào cũng sẽ có được nếu như mà họ muốn. Nhưng riêng Einstein liên tục bị từ chối. Các giáo sư của Einstein đã gạt bỏ thư xin việc của ông sang một bên vì cho rằng ông là một sinh viên sức sược, lười biếng, bởi vì ông rất là hay chất vấn bài giảng của các thầy, không ngại thể hiện cảm xúc chán ghét với các bài học khuôn mẫu lỗi thời, thường xuyên trốn học và dành thời gian chơi violon trong các bữa tiệc cocktail. Các giáo sư định sẵn ông sẽ là một người có sự nghiệp tầm thường trong ngành vật lý. Heinrich Weber, giáo sư hướng dẫn Einstein làm luận văn tốt nghiệp, thả thuê hai sinh viên từ khoa kỹ thuật làm trợ lý, bởi vì không có sinh viên tốt nghiệp khoa toán và vật lý nào khác chứ không thèm cân nhắc tới Einstein. Sau khoảng một năm gửi những lá thư xin việc đến các giáo sư trên khắp châu Âu, Einstein thậm chí còn không nhận được một lời từ chối lịch sự. Ông đã bắt đầu mất hy vọng. Cha của ông, Hermann Einstein, đã lặng lẽ chia sẻ sự đau khổ với con trai của mình bằng cách tự tay viết một lá thư xin việc cho một giáo sư để cầu xin sự giúp đỡ mà không hề cho Einstein biết. Hermann viết rằng: "Xin hãy tha thứ cho một người cha đã quá táo bạo khi tìm đến ngài. Thưa giáo sư đáng kính, vì lợi ích của con trai mình, Albert, năm nay 22 tuổi, đã học tại Zurich Polytechnic trong 4 năm và đã vượt qua kỳ thi với điểm số cao vào mùa hè năm ngoái. Kể từ đó, cháu đã cố gắng nhưng không thành công để có được một vị trí trợ lý giảng dạy. Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng cháu cực kỳ chăm chỉ và siêng năng và hết lòng gắn bó với khoa học. Do đó, con trai tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng về tình hình không có việc làm hiện tại của mình và ngày càng tin rằng mình đã đi chệch hướng trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, cháu còn bị đè nặng bởi suy nghĩ rằng cháu là gánh nặng cho chúng tôi, những người có thu nhập khiêm tốn." Tất nhiên là bức thư này cũng không nhận được lời hồi đáp. Mãi cho tới tận tháng 6 năm 1902, tức là 2 năm sau khi tốt nghiệp, Einstein mới được nhận vào làm nhân viên tại Cục Cấp bằng Sáng chế Thụy Sĩ, nhờ sự giới thiệu của gia đình một người bạn thân thiết thời đại học. Thật trớ trêu khi người được coi là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20 lại thất nghiệp 2 năm trước khi tìm được một công việc không đúng nguyện vọng và còn được đánh giá là công việc nhàm chán và có vị trí thấp nhất, đến mức chẳng phải lo chuyện người khác sẽ xin vào vị trí này. Cho tới năm 1905, cuộc sống của Einstein vẫn khá là đơn điệu. Ông làm việc chăm chỉ tại văn phòng cấp bằng sáng chế, chơi đàn violon, thảo luận về vật lý với bạn bè và thỉnh thoảng viết một số bài báo không mấy thú vị. Nhưng chỉ trong năm 1905, Einstein, khi đó mới 26 tuổi, ngồi trong một văn phòng cấp bằng sáng chế ít người biết đến của Thụy Sĩ, đã khiến giới hàn lâm choáng váng, bất ngờ khi liên tiếp xuất bản 4 bài báo vào tháng 3, tháng 5, tháng 6 và tháng 9 năm 1905. Và mỗi bài báo đều tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành vật lý, thay đổi hoàn toàn cách con người hiểu về thế giới. Và cho tới tận cuối sự nghiệp của mình, Einstein đã xuất bản hơn 300 bài báo khoa học, nhận giải Nobel vật lý, khẳng định mình là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhờ những khám phá về vũ trụ của mình, Einstein đã để lại dấu ấn của mình trên hàng trăm công nghệ mà chúng ta đang sử dụng ngày nay, từ hệ thống định vị GPS đến tấm pin mặt trời, từ đèn đường tự sáng đến tia laser, từ năng lượng hạt nhân đến du hành vũ trụ. Cuộc sống của chúng ta có lẽ sẽ khác đi rất là nhiều nếu như Einstein không ra đời. Bây giờ, chúng ta hãy cùng dừng lại một chút để xem câu chuyện này điên rồ đến mức như thế nào nhé. Bạn hãy thử tưởng tượng hình ảnh một sinh viên tốt nghiệp đại học, sống với bố mẹ vì không thể kiếm được việc làm trong suốt 2 năm, và rồi trở thành một nhân viên vô danh với cuộc sống đơn điệu, bình thường. Sau đó, hãy tưởng tượng toàn bộ lĩnh vực vật lý được biến đổi hoàn toàn sau vài năm, cũng bởi chính người đó. Vậy thì,
Đây là một câu hỏi khó hiểu. Einstein đã làm điều đó như thế nào? Gần đây, mình có đọc cuốn tiểu sử Albert Einstein, Cuộc đời và vũ trụ của Walter Isaacson. Walter Isaacson không chỉ kể lại cuộc đời và những thành tựu trí tuệ của Einstein một cách rất là chi tiết, chân thực, mà ông còn tiết lộ những bí mật về tư duy sáng tạo, về cách mà Einstein tiếp cận và giải quyết các vấn đề phức tạp. Trong khi mình không phải là nhà vật lý và cũng không hiểu hết các lý thuyết của Einstein, thì mình đặc biệt tò mò về hành trình cá nhân của ông, về cách mà ông đã học hỏi và phát triển tư duy sáng tạo vượt bậc như thế nào. Làm thế nào mà một kẻ đã được định sẵn sẽ có một sự nghiệp tầm thường, lại có thể nhìn thấy những điều mà không ai khác nhìn thấy và biến chúng trở thành những lý thuyết làm thay đổi cả thế giới? Liệu ông có phải là một thiên tài bẩm sinh, hay ông còn rèn luyện những thói quen nào khác mà chúng ta có thể sao chép để có được những sáng tạo đột phá trong công việc và cuộc sống của mình? Tất nhiên, khả năng mà bất cứ ai trong chúng ta có trí tuệ để có thể cách mạng hóa ngành vật lý như là Einstein là cực kỳ nhỏ. Ngay cả Einstein cũng không thể lặp lại những đột phá của riêng mình sau này trong sự nghiệp. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi một sự thật rằng Einstein đã làm điều gì đó đúng. Và vì vậy, tại sao chúng ta lại không dành 20 phút tới để tìm hiểu và học cách áp dụng các kỹ thuật của Einstein? Khi chúng ta áp dụng cách tư duy giống Einstein, tất nhiên chúng ta sẽ không trở thành giống Einstein, nhưng chúng ta có thể trở thành phiên bản thông minh và sáng tạo hơn của chính mình. Đầu tiên, với Einstein, mọi kiến thức đều bắt đầu từ sự tò mò. Einstein không bao giờ coi mình là thiên tài. Lời giải thích mà bản thân Einstein thường đưa ra nhất cho các thành tựu trí tuệ của mình, đó là tính tò mò. Như ông đã tuyên bố, tôi không có tài năng gì đặc biệt, tôi chỉ tò mò một cách say mê. Ông coi mình là một đứa trẻ tò mò, chưa bao giờ mất đi cảm giác ngạc nhiên trước sự kỳ ảo của các hiện tượng tự nhiên, ví dụ như là từ trường, lực hấp dẫn, quán tính, gia tốc, tia sáng. Và cảm giác tò mò này đã thôi thúc ông đặt những câu hỏi về những khái niệm quen thuộc, những điều mà những người lớn cảm thấy quá đỗi bình thường và chẳng bao giờ bận tâm suy nghĩ tới. Khi ông còn là một cậu bé 5 tuổi, hôm đó ông bị ốm, phải nằm trên giường. Cha của ông đã mua cho ông một chiếc la bàn. Và ngay lúc đó, ông đã cảm thấy kinh ngạc và tò mò, đến nỗi run rẩy và lạnh hết cả người. Ông tự hỏi, không hiểu tại sao chiếc kim la bàn này lại cứ tự động chuyển động về hướng Bắc, cứ như thể bị một trường lực bí ẩn nào đó tác động. Đa số chúng ta có thể vẫn nhớ đã nhìn thấy những chiếc kim la bàn này quay đúng về vị trí, nhưng lại chẳng mấy người say mê theo đuổi câu hỏi, từ trường hoạt động như thế nào, nó có thể chuyển nhanh ra sao, hay nó có thể tương tác với vật chất như thế nào. Còn với Einstein, ngay cả khi ông mới 5 tuổi, Einstein đã cảm thấy kinh ngạc khi chứng kiến sức mạnh bí ẩn tác động lên kim la bàn. Sau này, ông định nghĩa rằng trải nghiệm này là một trong những khoảnh khắc đột phá và thay đổi cuộc đời nhất của ông. Bị mê hoặc bởi sự chuyển động của chiếc kim la bàn với suy đoán có một thứ gì đó có thể tồn tại trong không gian trống rỗng đã khơi dậy một hành trình học tập hoành tráng nhất trong lịch sử loài người. Trong 71 năm tiếp theo, cho tới khi qua đời, Einstein vẫn say mê cống hiến hết mình cho ngành vật lý. Trong một bức thư viết cho một người bạn, ông nói rằng, những người như anh và tôi chẳng bao giờ già đi cả. Chúng ta không bao giờ chịu đứng yên, giống như những đứa trẻ tò mò trước cái chốn bí ẩn vĩ đại mà chúng ta được sinh ra. Ông tin tưởng vững chắc vào việc theo đuổi không ngừng các câu hỏi và cho rằng, điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi. Sự tò mò có lý do riêng để tồn tại. Đối với Einstein, trí tò mò tồn tại bởi vì nó tạo ra những cái đầu biết thắc mắc. Nó khiến chúng ta thoải mái thể hiện những điều mà chúng ta chưa biết dưới dạng các câu hỏi và sự ngạc nhiên. Nó cũng khiến chúng ta không tự mãn về những gì mà chúng ta đã biết. Tò mò là một cách để hiểu rằng bất kể chúng ta bao nhiêu tuổi, chúng ta đã học được bao nhiêu, chúng ta có bao nhiêu bằng cấp, bao nhiêu giải thưởng, thì tri thức hiện tại của chúng ta cũng chỉ là một hạt cát trong đại dương. Chỉ bằng cách tò mò và đặt câu hỏi, chúng ta mới đưa mình đi tìm những câu trả lời mới để mở rộng kiến thức của chính mình. Đây là hình ảnh văn phòng của Einstein chỉ vài giờ sau khi ông qua đời vào ngày 18 tháng 4 năm 1955. Trên chiếc bàn làm việc vẫn còn nguyên sự bừa bộn đặc trưng của Einstein. Sách vở ngổn ngang, những trang giấy đầy ghi chú, một phương trình đang viết dở, nhiều ý tưởng đang theo đuổi chưa kịp hoàn thành. Einstein nhận giải Nobel vật lý vào năm 42 tuổi, nhưng cho tới tận những giờ phút cuối đời ở tuổi 76, ông vẫn miệt mài với vật lý. Einstein đã dành khoảng 90% cuộc đời mình để học và nghiên cứu về vật lý. Mỗi khi nghĩ về con số này, mình luôn tự hỏi, cái quái gì có thể khiến ai đó dành nhiều thời gian cho một môn học đến như vậy? Hẳn
đó chỉ có thể là sự tò mò. Vậy, sự tò mò có biến chúng ta thành thiên tài không? Mình nghĩ tất nhiên là không. Có rất nhiều người tò mò nhưng lại không phải là thiên tài ở bất kỳ lĩnh vực nào. Nên rõ ràng đây không phải là chìa khóa. Nhưng nếu không có sự tò mò thì sẽ không có sự học. Nếu không có sự học thì sẽ chẳng có thành tựu nào cả. Đặc điểm thứ hai của Einstein đó là tư duy độc lập chứ không chấp nhận khuôn mẫu. Ngay từ khi còn nhỏ, Einstein đã không thích các phương pháp giảng dạy cứng nhắc và tư duy sáo rỗng ở trường học. Ông không thích học thuộc các quy tắc. Ông thích đặt các câu hỏi về ý nghĩa đằng sau các nguyên tắc đó. Chính vì vậy, Einstein thường gặp thử thách với các môn học thuộc lòng. Khi giáo viên lịch sử của ông hỏi ông về ngày tháng diễn ra một sự kiện, Einstein đã nói rằng ông không nhớ ngày tháng. Khi giáo viên hỏi tại sao ông lại không nhớ ngày tháng, Einstein nói rằng ông không tìm thấy bất kỳ ý nghĩa nào trong việc học ngày tháng. Ông quan tâm hơn để biết lý do tại sao họ lại muốn giết nhau hơn là trận chiến xảy ra khi nào. Mặc dù các quy định nghiêm ngặt và việc học thuộc lòng ở trường khiến cậu bé Einstein phẫn nộ, nhưng ở nhà, ông lại say sưa giải các bài toán và đặc biệt thích tìm hiểu về vật lý. Ở tuổi 15, ông đã thành thạo phép tính vi phân và tích phân. Ông cũng tự mình chứng minh được định lý Pythagore dựa vào tam giác đồng dạng. Ông thích học toán bởi vì ông nhận thấy mình có thể tự do tư duy và suy luận để chứng minh các định lý đẹp đẽ bằng các tiên đề đơn giản. Và theo lời kể của em gái ông, anh ấy rất không thoải mái ở trường. Với anh ấy, phương pháp giáo dục theo lối học vẹt, không chấp nhận việc hoài nghi, thật là đáng ghét. Giọng điệu quân phiệt của nhà trường, lối đào tạo theo kiểu tôn thờ quyền uy một cách có hệ thống để buộc các học sinh làm quen với kỷ luật của quân đội ngay từ nhỏ, thật sự vô cùng khó chịu. Sự xem thường quyền uy này khiến ông không được lòng các giáo viên. Và kết quả là một trong các giáo viên của Einstein đã tuyên bố vì hỗn hào nên ông không được chào đón tới lớp. Khi Einstein một mực khẳng định ông không vi phạm điều gì cả, giáo viên đó trả lời: à đúng thế, nhưng em ngồi ở hàng ghế sau và cười, và sự có mặt của em thôi cũng làm phá hỏng sự tôn trọng của cả lớp dành cho tôi rồi. Khi vào làm việc ở cục cấp bằng sáng chế, Einstein lại tìm thấy hứng thú ở đây, một phần bởi vì cấp trên của ông, Haller, có tư tưởng rất là giống ông. Haller luôn nói với ông rằng anh phải thận trọng một cách có phê phán, phải biết nghi ngờ mọi tiền đề, thách thức những hiểu biết thông thường mang tính quy ước, không bao giờ chấp nhận chân lý về một điều gì đó chỉ vì người khác đã xem nó là hiển nhiên. Tránh cả tin, khi anh cầm một tờ giấy đăng ký lên, Haller hướng dẫn: hãy nghĩ rằng mọi điều mà nhà phát minh nói đều sai. Khi học ở trường đại học, Einstein không ép buộc bản thân ngồi nghe các bài giảng trong sách giáo khoa mà ông cảm thấy không hữu ích. Ông sẵn sàng trốn học và thể hiện thái độ hỗn hào với giáo viên khi bị áp đặt và chẳng mấy xem trọng những hiểu biết được thừa nhận rộng rãi. Nếu ông tìm thấy điều gì đó hấp dẫn hơn, ông sẽ sử dụng thời gian của mình để tập trung suy nghĩ và giải quyết các vấn đề đó. Với Einstein, giá trị của nền giáo dục đại học không phải là học nhiều thông tin sự kiện hơn, mà là huấn luyện trí óc để suy nghĩ về những điều không thể học được từ sách giáo khoa. Trong phòng thí nghiệm vật lý, Einstein thường ném tờ giấy hướng dẫn của thầy vào thùng rác và tự tiến hành thí nghiệm theo cách của riêng mình. Giáo sư hướng dẫn Einstein ở trường đại học nói với ông rằng: em là một đứa rất thông minh, Einstein, một đứa cực kỳ thông minh, nhưng em có một khuyết điểm rất lớn, đó là không bao giờ chịu để ai chỉ bảo bất cứ điều gì. Đánh giá đó phần nào đúng, thế nhưng Einstein rồi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng khả năng gạt bỏ những hiểu biết thông thường không phải là khuyết điểm lớn nhất của ông. Ngược lại, chính thái độ hoài nghi và không ngừng thách thức những giả định đã được thừa nhận rộng rãi đã làm nên một cuộc cách mạng cho ngành vật lý. Ví dụ, trong khi hầu hết các nhà khoa học vào thời điểm đó tuân theo một mô hình vật lý cổ điển của Newton rằng khái niệm về không gian và thời gian là tuyệt đối, thì Einstein lại đặt câu hỏi về tính ổn định của những khái niệm này. Điều này dẫn đến công trình thuyết tương đối hẹp của ông, nơi ông khẳng định rằng thời gian và không gian không phải là những khái niệm tuyệt đối mà nó phụ thuộc vào người quan sát. Hay Einstein cũng không chấp nhận các giả định của vật lý cổ điển rằng ánh sáng chỉ là sóng. Thay vào đó, ông đã thách thức tư duy truyền thống và đặt ra câu hỏi: liệu ánh sáng có thể mang tính chất hạt không? Điều này dẫn đến nghiên cứu của ông về hiệu ứng quang điện, nơi ông chứng minh rằng ánh sáng có thể hoạt động như một dòng năng lượng mà ông gọi là lượng tử ánh sáng. Và công trình này đã giúp Einstein giành giải Nobel vật lý vào năm 1921. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong những cách tiếp cận có chủ đích và độc đáo nhất của Einstein để kích thích trí tưởng tượng và tính sáng tạo của mình. Đó là thực hành thí nghiệm tư duy, Thought Experiments. Trong những năm tháng cuối đời của Einstein, có lần Sở Giáo dục tiểu bang New York đã hỏi ông rằng các trường học nên chú trọng vào điều gì. Ông trả lời rằng
lợi thế cạnh tranh của một xã hội không đến từ việc nhà trường dạy phép tích phân và bảng tuần hoàn tốt như thế nào, mà đến từ việc họ kích thích trí tưởng tượng và tính sáng tạo ra sao. Và trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã coi trí tưởng tượng, chứ không phải là tư duy lý trí, là bí quyết cho sức sáng tạo của mình. Như ông đã từng nói, logic sẽ đưa bạn đi từ A đến B, còn trí tưởng tượng sẽ đưa bạn đến mọi nơi. Vậy, chính xác thì Einstein đã rèn luyện bản thân mình như thế nào để kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo của mình? Einstein đã rèn luyện một mô hình tư duy, mental model, gọi là thought experiments, mình tạm dịch là thí nghiệm tư duy. Và Einstein đã rèn luyện mô hình tư duy này trong vòng 10 năm, trước năm mà ông xuất bản 4 bài báo khiến giới khoa học choáng váng bất ngờ. Trước khi Einstein vào học tại trường Bách khoa Zurich, vào năm 16 tuổi, Einstein đã theo học dự bị tại một ngôi trường làng ở Thụy Sĩ. Và đó là một ngôi trường hoàn hảo đối với Einstein. Phương pháp giảng dạy của trường khuyến khích học sinh tư duy bằng hình ảnh, và suy nghĩ độc lập được chú trọng hơn là ý kiến của giáo viên. Học sinh được phép đưa ra các kết luận của riêng mình bằng cách sử dụng một loạt các bước tư duy, bắt đầu bằng những quan sát thực tế, rồi tiến tới trực giác, tư duy khái niệm và hình ảnh trực quan. Lối dạy này hoàn toàn trái ngược với lối học vẹt, học thuộc lòng của nước Đức mà Einstein đã vô cùng chán ghét trước đó. Chính tại đây, ông đã bắt đầu tiến hành các thí nghiệm tư duy về chùm sáng, mà sau này sẽ giúp ông trở thành thiên tài khoa học vĩ đại nhất trong thời đại của mình. Einstein cố gắng tưởng tượng một người có thể lướt cùng với tốc độ ánh sáng sẽ như thế nào, cách ánh sáng hoạt động trong những điều kiện khác nhau sẽ ra sao. Và các bạn có thể hiểu, thí nghiệm tư duy đơn giản là việc tưởng tượng trong tâm trí các tình huống giả định để kiểm tra hoặc là để minh họa cho một giả thuyết mà không cần phải thực hiện thí nghiệm đó trong thực tế. Và loại thí nghiệm tư duy này đã trở thành dấu mốc trong sự nghiệp của Einstein. Qua nhiều năm, ông cứ thế hình dung trong đầu những sự việc, ví dụ như là tia sét đánh, những con tàu chuyển động, thang máy gia tốc, hay là bọ hung mù bò trên cành cây cong theo hai chiều sẽ như thế nào. Khi thực hiện những thí nghiệm tư duy như vậy trong đầu, Einstein nhìn thấy sự xung đột giữa trực giác của mình và những lý thuyết đang được thịnh hành vào thời bấy giờ. Một trong những nhà phát minh vĩ đại khác ở trong lịch sử, Nikola Tesla, cũng đã sử dụng thí nghiệm tư duy để phát triển trí tưởng tượng của mình. Tesla đã dành hàng giờ mỗi đêm để du hành trong tâm trí của chính mình, gặp gỡ mọi người, nhìn thấy những thành phố và các quốc gia mới. Khi Tesla có một ý tưởng, ông ngay lập tức xây dựng nó trong trí tưởng tượng của mình. Ông vận hành, thay đổi cấu trúc, cải tiến các thiết bị trong tâm trí của mình. Ông đã luyện tập nghệ thuật tư duy này nhiều đến nỗi ông có thể nhanh chóng phát triển và hoàn thiện một ý tưởng mà không cần chạm vào bất cứ cái gì. Thiết bị của tôi luôn hoạt động như tôi hình dung, và thí nghiệm diễn ra chính xác như tôi đã lên kế hoạch. Chúng ta cũng có thể khai thác trí tưởng tượng của mình bằng cách hình dung những kịch bản có thể xảy ra trong tâm trí của mình để hiểu rõ hơn về chúng, và vì thế cũng có thể giúp chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt hơn ở trong thế giới thực. Ví dụ, bạn đã bao giờ phải lựa chọn giữa hai thứ và không biết phải lựa chọn cái nào chưa? Giả sử bạn đang băn khoăn rằng có nên nhận một công việc mới hay không, thì bạn có thể ngồi xuống và liệt kê những ưu và nhược điểm của công việc mới này. Nhưng mà điều đó có thể không cung cấp cho bạn một bức tranh rõ ràng về cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu như mà bạn nhận công việc mới đó. Thay vào đó, bạn có thể thử tưởng tượng một thí nghiệm tư duy. Hãy thử tưởng tượng bạn sẽ làm công việc mới này trong một tuần, một tháng, hoặc là thậm chí một năm, hai năm. Bạn sẽ làm gì vào mỗi ngày? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào về công việc đó? Bạn có hài lòng với mức lương và chế độ phúc lợi không? Tự hỏi bản thân những câu hỏi như thế này và tưởng tượng trong đầu những kịch bản có thể xảy ra có thể giúp chúng ta trả lời câu hỏi liệu đó có phải là quyết định đúng đắn dành cho chúng ta hay không? Hay nếu bạn đang kinh doanh thì khách hàng tiềm năng sẽ phản ứng như thế nào với thông điệp bán hàng của công ty? Nhà đầu tư sẽ phản ứng như thế nào với một bài chào hàng? Đối thủ sẽ phản ứng như thế nào để đối phó với những chiến lược của chúng ta? Chiến lược chúng ta dự định sẽ thực thi sẽ có tác động như thế nào trong tương lai? Hoặc hãy thử tưởng tượng bạn có vài triệu đô la trong ngân hàng, bạn có nhà, có xe, có mọi thứ mà bạn muốn. Bạn đã đi du lịch vòng quanh thế giới nhiều lần. Bạn có người bạn đời hoàn hảo và có những đứa con bạn muốn. Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều tuyệt vời. Thì khi đó, bạn sẽ làm gì với thời gian và chất xám của mình? Câu trả lời cho câu hỏi này có thể chính là công việc lý tưởng mà chúng ta nên làm. Hay với một người làm sáng tạo nội dung như mình, khi mình viết kịch bản và edit một video, mình sẽ cố gắng hình dung cảm giác của những đối tượng khán giả khác nhau khi mà xem video của mình. Mình sẽ đọc kịch bản vài lần và mỗi lần từ một góc nhìn khác nhau. Và sau mỗi lần như thế, đều mang lại cho mình điều gì đó mới mẻ để chỉnh sửa nội dung tốt hơn. Và có một cách ứng dụng thí nghiệm tư duy vào cuộc sống mà mình thấy rất là đáng học hỏi. Đó là từ Napoleon Hill.
Trong cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu của mình, Napoleon đã mô tả một thí nghiệm tư duy mà ông đã thực hiện hàng đêm trước khi đi ngủ trong rất nhiều năm, đó là: trong suốt nhiều năm, tối nào trước khi đi ngủ, tôi cũng nhắm mắt lại và tưởng tượng tôi đang ngồi cùng bàn với một nhóm cố vấn vô hình, là những người mà tôi ngưỡng mộ nhất, ví dụ như Thomas Edison, Abraham Lincoln, Henry Ford, Darwin, Andrew Carnegie. Không chỉ ngồi cùng bàn với họ, mà tôi còn là chủ tịch hội đồng, trực tiếp lãnh đạo để các thành viên trong nội các của mình đóng góp kiến thức mà tôi muốn mỗi người đóng góp. Bằng cách này, tôi dần dần sửa đổi tính cách của mình để trở thành tổng hợp tính cách của các cố vấn tưởng tượng của tôi. Sau vài tháng vào các buổi tối, tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng tôi nhìn thấy họ như những người sống thật. Thực ra, trong cuộc sống, bất cứ khi nào bạn đặt ra câu hỏi sẽ như thế nào nếu như, và sau đó tưởng tượng các khả năng và các kết quả có thể xảy ra, thì đó là lúc mà chúng ta đang thực hiện một thí nghiệm tư duy. Nếu các thử nghiệm thực tế tốn thời gian và năng lượng, và cũng có thể gây ra các hậu quả xấu nếu gặp sai sót hoặc là thất bại, thì các thí nghiệm tư duy không cần thiết bị nào ngoại trừ trí tưởng tượng. Bí quyết bây giờ là chúng ta hãy làm nó một cách thường xuyên và có chủ đích. Bây giờ, đến đây, các bạn có thắc mắc làm thế nào mà những người như Einstein hay là Tesla lại có trực giác nhạy bén đến như vậy? Làm thế nào mà họ có thể biểu diễn chính xác những thí nghiệm ngay trong đầu mà không cần thực hiện ở trong thực tế không? Einstein nói rằng, trực giác không là gì ngoài kết quả của trải nghiệm trí tuệ trước đó. Khả năng tưởng tượng của họ nghe có vẻ như là một khả năng thiên bẩm bí ẩn nào đó. Thực chất, lại là một quá trình tích lũy kiến thức và trải nghiệm. Nó không phải là một phép màu bất ngờ xuất hiện. Einstein không chỉ ngồi đó và ngẫu nhiên mơ mộng về những ý tưởng lớn của mình, mà nó là thành quả của học tập và lao động trí óc bền bỉ. Einstein bắt đầu đọc sách từ rất là sớm. Ông thường bị cuốn hút bởi các cuốn sách về khoa học thưởng thức, triết học, vật lý, toán học. Khi Einstein lên 10, có một sinh viên y khoa 21 tuổi thường xuyên qua nhà ông ăn cơm đã cho Einstein mượn một bộ sách về khoa học tự nhiên. Bộ sách bán rất là nhiều về ánh sáng, khuyến khích độc giả tưởng tượng về các chuyến du hành xuyên không gian. Và Einstein đã đọc sách một cách rất chăm chú, và chính những cuốn sách này đã có ảnh hưởng rất là lớn tới sự nghiệp của Einstein. Cậu sinh viên y khoa đó cũng cho Einstein mượn rất là nhiều sách về hình học, toán học cao cấp, triết học Kant. Và chỉ sau một thời gian ngắn, Einstein đã đọc hết toàn bộ những cuốn sách đó. Không chỉ đọc, Einstein còn dành rất là nhiều thời gian để suy nghĩ. Từ khi còn trẻ, Einstein đã có thói quen dành nhiều thời gian xa bạn bè, gia đình và công việc chỉ để đắm mình trong mơ mộng và đắm chiêu suy nghĩ. Ông thường xuyên đi bộ đường dài, đi lang thang đến những cabin yên tĩnh ở trên núi, chơi đàn violon hoặc là chèo thuyền gỗ trên biển để tránh sự mất tập trung của thư từ họp hành cũng như là những chuyến thăm viếng chỉ để thư giãn và suy nghĩ. Nikola Tesla cũng đã từng nói, hãy ở một mình, đó là bí mật của phát minh, hãy ở một mình, đó là lúc ý tưởng được sinh ra. Cũng có một sự thật thú vị rằng, ngoài vật lý, Einstein còn có niềm đam mê về âm nhạc. Những người thân quen của Einstein đều nhận định rằng, nếu sự nghiệp khoa học của ông không thành công, ông có thể đã trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm đẳng cấp thế giới. Âm nhạc với Einstein không phải là trò giải trí đơn thuần, trái lại nó giúp ông tư duy. Hans Albert, con trai của ông, nhận xét rằng, mỗi khi cha cảm thấy mình đã đi đến đường cùng hay phải đối diện với một thách thức khó khăn trong công việc, ông sẽ tìm đến âm nhạc và việc đó sẽ giải quyết tất cả những khó khăn còn lại của ông. Còn một người bạn của Einstein thì nói rằng, ông ấy thường chơi vĩ cầm trong bếp lúc khuya, ngẫu hứng sáng tác giai điệu khi suy ngẫm về những vấn đề phức tạp. Thế rồi, đột nhiên, khi đang chơi giữa chừng, ông ấy sẽ reo lên phấn khích, tôi hiểu rồi. Cứ như thể là bằng cảm hứng, câu trả lời cho vấn đề đó đã đến khi ông ấy đang chơi nhạc vậy. Công việc không chỉ xảy ra khi chúng ta tập trung và cố gắng. Có một loại suy nghĩ mạnh mẽ xảy đến khi tâm trí mà chúng ta đang lang thang, trong lúc chúng ta đi bộ, đi tắm, chơi nhạc hoặc nằm trên giường. Bằng cách để tâm trí lang thang một chút, chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề mà tâm trí của chúng ta không thể giải quyết bằng cách tấn công trực diện. Tuy nhiên, chúng ta phải nỗ lực tích lũy kiến thức và làm việc một cách chăm chỉ theo cách thông thường để được hưởng lợi từ hiện tượng này. Chúng ta không thể chỉ đi loanh quanh và mơ mộng. Việc mơ mộng phải được xen kẽ với công việc có chủ ý. Tóm lại thì, bất cứ khả năng trực giác và trí tưởng tượng nào đều được tạo thành từ quá trình rèn luyện trí óc bền bỉ, chứ không phải là khả năng bẩm sinh hay là phép màu bất ngờ. Trí óc của con người là hệ thống phức tạp, tinh tế và tuyệt vời nhất trên thế giới. Nếu chúng ta có đủ tò mò để đặt câu hỏi, đủ chăm chỉ để tích lũy trí tuệ, đủ can đảm để thách thức những hiểu biết thông thường,
đủ kiên trì để rèn luyện trí tưởng tượng của mình, chúng ta sẽ có nhiều sức mạnh hơn chúng ta nghĩ. Và đó là nội dung của video này. Trước khi kết thúc thì mình rất là muốn gửi lời cảm ơn cũng như là lời xin lỗi tới tất cả các bạn đã hỏi mình về lịch ra video cố định của mình, cũng như là đang chờ những nội dung mà mình đã hứa sẽ làm nhưng mà mình cũng chưa kịp làm. Bởi vì mình cần rất là nhiều thời gian để đọc sách, nghiền ngẫm nội dung, trải nghiệm nó trong thực tế cuộc sống và công việc của mình trước khi mà mình có thể lên ý tưởng, viết kịch bản, thu âm cũng như là chỉnh sửa video để có thể cho ra một video như thế này. Kênh YouTube này cũng là một dự án cá nhân của mình, và hiện tại thì mình cũng đang làm tất cả mọi việc, nên là mình cũng chẳng biết bao giờ mới xong để có thể đăng video theo một lịch cố định được. Và nguyên nhân chính cũng bởi vì là năng lực của mình còn hạn chế, nên mình cũng chưa thể đảm bảo được cả tốc độ và chất lượng của một lúc được. Vì vậy, mình sẽ chọn chất lượng trước để cố gắng tạo ra những sản phẩm tốt nhất trong khả năng của mình. Hy vọng rằng lâu lâu mới có một cái video mới thì các bạn cũng sẽ vẫn ở đây xem, like, share, comment, chia sẻ suy nghĩ, đóng góp để mình có thể cải thiện nội dung và chất lượng ở trong những số tiếp theo. Mình là Tina Lê và In The World Podcast là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Bạn cũng có thể nghe phiên bản âm thanh của podcast này ở trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Và nếu bạn muốn đọc thêm những câu chuyện khác về Einstein, các bạn có thể tìm đọc cuốn tiểu sử Einstein, Cuộc đời và vũ trụ của nhà báo Walter Isaacson. Mình sẽ để đường link cuốn sách ở bên dưới phần mô tả nhé. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Hy vọng video này sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.